Somron tọa lạc tại 367 Tô Đức Thắng, phường 5, thành phố Sóc Trăng. Đây là nơi có tượng Phật nằm lớn thứ ba trên thế giới và lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Từ lâu đã được mệnh danh là một trong những ngôi chùa tháp đẹp và nổi tiếng ở miền Tây. Đây là ngôi chùa mang nhiều nét đẹp cổ kính và trang nghiêm của người Khmer. Mỗi năm chùa thu hút du khách đến cầu nguyện và giới trẻ đến check-in sống ảo rất đông. Chùa Somron được xây dựng lần đầu vào năm 1785. Ban đầu chùa chỉ được lợp mái che đơn sơ và giản dị. Sau nhiều lần tu sửa trở nên khang trang và lộng lẫy hơn. Hiện tại chùa nổi tiếng hơn với bức tượng Phật nằm dài 63m, cao 22,5m và đặt cách mặt đất 28m. Và được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2017. Với thời điểm hiện tại thì bức tượng Phật nằm này đã đứng đầu Việt Nam. Bước đến chùa, bất cứ ai cũng sẽ chập chờn trước cổng chùa với những nét phù điêu chạm khắc rất tinh tế, tỉ mỉ với những linh vật văn hóa trang nghiêm của người Khmer. Vào sâu hơn là một không gian thoáng đãng tạo cho khách tham quan một sự yên tĩnh bởi hàng cây xanh mát. Dọc theo con đường vào chùa, khu viên chùa thì được chia thành nhiều gian. Công trình kiến trúc kết hợp với sự hài hòa với nhau tạo nên sự độc đáo của chùa Somron. Đây 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 đây. Xin to khổng lồ luôn nè. Đây 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 đây. Thank you.
sau đây mình chụp hình cái không mày thôi vậy đi xuống gì mà xuống để riêng này nè bác cầm tay con ở bác cầm trên kìa, coi con nhìn lên trên này, à, nhìn lên trên thấy đã đúng không? Lên trên đây nè, sao con lên?